cái view các bạn. Các bạn thấy cái view đẹp không? Này là sông Sài Gòn. 1, 2, 3, go! Ốc bu nướng tiêu nè, sờ lông nướng mỡ hành nè, ốc hương xào trứng muối á. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT sẽ đưa các bạn đi check in khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, quận nhất. Đó là khách sạn Reverie. Thì hôm nay KT đưa các bạn là bởi vì muốn review cho các bạn. Nhiều bạn yêu cầu KT là review đi đâu ăn gì, ở khách sạn nào khi mà mình tới Sài Gòn. Thì hôm nay mình sẽ check in khách sạn này để xem khách sạn 5 sao nhìn như thế nào. Và bây giờ mình bắt đầu vào trong. Thì trước khi vào trong, KT sẽ quay một vòng cho các bạn xem ở ngoài này nhìn nó như thế nào nha. Ở ngoài đó là có cái ngõ đi vô nè các bạn thấy không? Đây là hình như là cũng một cái khách sạn nữa đó. Thì nhìn như thế này. Đây là tên khách sạn nè, The Reverie Sài Gòn. Đây, cái khách sạn đẹp chưa? Mình vô đây mình review là bởi vì mình muốn review chia sẻ với các bạn. Vì các bạn. Hello. Thank you. Thì khi mà các bạn vô đây á, người ta sẽ cho một người tới đem cái vali của các bạn lên sau. Bây giờ mình lên mình check in trước. Check in khách sạn thì ở lầu 7. Đẹp quá hả Chê Đình? Lát cho Chê Đình vô review khách sạn ở phía trong nha. Có hai chỗ check in. Một chỗ là check in nếu mà bạn book theo dạng là căn hộ, còn không thôi là khách sạn. Thì tụi mình book qua căn hộ nha các bạn. Thì nếu mà bạn đi lên lầu 7 là khách sạn, cho nên là đi lộn. Bây giờ đi qua với cái khu khác để mà check in. Từ cửa bước vào á, là có một cái phòng, này là phòng vệ sinh, nhà vệ sinh. Và có chỗ giặt quần áo và máy sấy luôn các bạn. Cái này chỉ là không phải phòng tắm nha các bạn. Rồi, ở chỗ này là để cái chìa khóa đây, chìa khóa phòng. Bên tay phải, này mình quay kỹ luôn, bên tay phải là nhà bếp. Nhà bếp ở đây, cái này là căn hộ chứ không phải khách sạn luôn. Thì có hai loại, một loại là khách sạn, một loại là căn hộ. Đây là căn hộ nha các bạn. Mẹ, bây giờ mình mở tủ, oh my god. Mình mở tủ lạnh ra. Và những đồ ở trong đây từ... Thôi nói đàng hoàng trên này đây. Con nói sao? Thích không? Dạ. Con nói tiếng Việt đi. Dạ con thích nhiều lắm. Rồi để mẹ quay cho cô chú xem. Con đang uống nước. Con muốn uống nước hả? Rồi. Soda, soda nhưng mà hình như nước. Là nước á, nước soda. Nước thì soda. Ở đây nè các bạn, tất cả những đồ trong đây là miễn phí nha. Tại vì nó đã nằm trong cái phần mình trả cho tiền khách sạn á, cho nên là nước và bánh chip sữa là miễn phí. Thích cái là có tủ lạnh để mình cần mua đồ ăn nhá, mà mình ăn giống như mình cần hâm lại. Đây, thì bước ra là đây là cái phòng khách. Nguyên cái phòng khách có bàn ăn như thế này. Đẹp chưa? Trang trí rất là đẹp. Thì cái phòng bếp là ở đây nha, là có cái cửa này, nhìn dễ thương không? Có cửa nhìn ra. Cái này là đi nghỉ dưỡng luôn. Tức là nằm ở đây mình chỉ nằm mình relax, mình hưởng thụ thôi. Mình bấm cái nút open đó rồi đây, cái cửa nó mở như thế này. Để mình ra đây mình ngắm cái view. Xin lỗi các bạn nha, tại vì á mình nóng quá cho nên là mình không có mặc mấy cái đồ giống như là đầm, giống như là mình đem về mà mình không mặc nổi luôn, nóng quá trời. Đây, cái view là bên này. Nhưng mà rất là tiếc là cái view á bị những cái khách sạn ở phía trước che lại rồi. Nhưng mà cũng đẹp lắm. Bên đây có cái phòng làm việc luôn, có điện thoại đây luôn nè, dành cho ai cần làm việc. Rất là to luôn. Còn bên đây là phòng ngủ. Wow. Bên đây là cái view nó như thế này.
bay đó luôn. Còn đây là bàn trang điểm. Đây, nhìn dễ thương chưa? Bàn trang điểm người ta cũng để cái máy sấy tóc ở đây nè các bạn. Đó, mình ngồi đây mình trang điểm. Mình thích là người ta có cái safety box này nè các bạn. Đây, đó, mình để giấy tờ của mình, passport ở đây. Mà cái tủ này nhìn đẹp lắm nha, để mình quay cho các bạn xem. Đây, đây là ở trong phòng ngủ luôn á. Thì có cái tủ đựng quần áo ha. Đó, đựng quần áo. Còn cái này thì đựng đồ dơ, ví dụ như mình có đồ dơ thì mình để đây, mình đi giặt đồ. Đó. Mà rất là chu đáo nha, tại vì ở Việt Nam á trời mưa bất chợt lắm. Người ta để luôn cái dù ở đây. Thì phòng tắm người ta cho mình hai cái đây nè, nhìn nè. Hai cái áo ngủ như thế này luôn. Rất là sang trọng. Đây, wow. Mình chỉ muốn ở đây nằm dài đây thôi các bạn ơi. Giống như là mình nằm dài đây mình hưởng thụ thôi. Nè, trong đây là có tủ xà bông tắm hết trơn nè các bạn thấy không? Đó. Dental kit luôn, wow. Này bằng chải đánh răng luôn. Người ta chuẩn bị rất là chu đáo. Rồi, rồi nước luôn. Nước, có mấy cái ly nước luôn. Rồi, nguyên cái bồn tắm nè các bạn ơi. Rất là sạch sẽ luôn nha. Và nguyên một cái bộ Hermes luôn các bạn ơi. Nguyên một cái bộ này. Để mình coi là cái gì đây. À, xà bông gội đầu. Rồi cái này là dầu xả. Cái này là dầu sữa tắm. Wow. Coi nè. Cái này là riêng biệt nha. Phòng này á, mình thích như vậy nè. Là phòng vệ sinh. Đó. Ở trong cái toilet đó các bạn thì nó có cái SOS nè, emergency nè, có điện thoại trong này luôn. Còn bên đây là cái phòng tắm. Mình cứ quà riết à. Đây. Wow. Đó. Cái hồ bơi á là ở phòng ở tầng 6 nha các bạn. Rồi cái khách sạn, cái thang máy cũng sang nữa nè. Rồi. Spa and pool đi hướng này. Rồi. Tới đây thì người ta sẽ đem khăn. Đem khăn cho các bạn. Đây là cái hồ bơi. Thank you em. Yeah. Đây. Thì ở đây thì có mấy cái chỗ nằm nghỉ ngơi nè. Hồ bơi ở đây đẹp quá chừng nè. Đó. Đây là chơi đình rất là thích luôn á. Còn đây là chắc là nhà hàng, quán cà phê. Ở đây nhân viên mình vừa xuống thì người ta cũng đem nước ra cho các bạn luôn. Đem hai chai nước. Mình đi bao nhiêu người thì người ta đem mấy nhiêu chai. 1, 2, 3, go. Các bạn ơi, sau khi nghỉ ngơi rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi ra phố đi bộ chơi. Vừa bước ra ngoài này ha, là cái nóng mà nóng gọi là oi ả mà nó rít rít á, nó đập vô cái người của mình á. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ mà người ta đi bộ rất là nhiều, thì ở khúc giữa này là người ta chừa để cho mọi người đi bộ vòng vòng chơi. Còn hai bên đây là xe chạy nè, thấy không? Đây. Từ ở đây ha, tụi mình sẽ đi bộ lại chợ Bến Thành chơi. Tại vì buổi tối chợ Bến Thành nghe nói là bán đồ ăn nhiều lắm. Mình chỉ muốn ở đây quay cho các bạn xem phố đi bộ nhìn như thế nào. Và cái khách sạn mình ở ngay chỗ này á, bước xuống đường cái là phố đi bộ như thế này. Đó, cái khung cảnh như vậy nhìn thấy quen không? Vui ha. Ủa cái này tượng thiệt hay tượng giả vậy cưng? Người đó chị. Ồ.
Dọc dọc ở đây là rất là nhiều tiệm trà sữa luôn. Starbucks Coffee nè, The Coffee Bean nè, Gacha nè, Shetty nè, đủ thứ trà sữa hết. Người ta đang nướng cái gì đây nè, nướng bánh gì vậy? Giống như bánh chuối nướng hả? À. Chị ơi, cho em 3 miếng nha. Chị ăn cái mềm hay cái giòn chị? Cưng ăn cái mềm hả? Vậy cho em 2 cái giòn, 1 cái mềm được không? Có giữa giữa không chị? 3 cái là 25 ngàn. Wow, các bạn ơi, cái này người ta mới nướng á, cho nên mình rời vô nó còn nóng hổi à. Cái này mấy chục năm rồi mình mới ăn nha. Những cái đồ khác mình về mình không có ăn cái này. Cái này là chắc 30 mấy năm rồi nữa. Lúc ăn còn nhỏ thôi mà mấy lần này mình đi về lại đây nè, mình không bao giờ ăn hết trơn. Trời ơi. Đúng rồi, đang ở 44. Ngon quá à. Em làm. Nó mỏng chín rồi, ngon quá. Nó ngọt mà nó giòn giòn, thơm nồng nặc mùi chuối luôn. Ngon không con? Giòn giòn. Rồi đúng rồi, cái này là favorite của Jaden đó. Ngon không? Ăn thử. Wow. Ngon quá. Nó không có ngọt lắm, nó hơi hơi ngọt mà nó mềm mềm thơm. Ăn thử các bé. Cầm luôn đi. Wow, bánh tráng nướng. Nhìn ngon quá hả? À, bên đây có chả giò chiên. Đi một hồi, cái này là cũng là phố đi bộ nha các bạn, là đi một hồi là tới cái chỗ phun nước như thế này. Đây là cái mạch đằng cây trái dừa nè các bạn, nổi tiếng lắm luôn á, nổi tiếng bao nhiêu năm nay rồi đó. Để lát mình quay lại mình ăn, bây giờ mình đi ăn ăn tối trước. À các bạn ơi, hồi nãy mình đi lại chợ Bến Thành, nhưng mà cái tiệm ốc ở cái chợ Bến Thành mà muốn đi ăn nó đóng cửa rồi. Cho nên là đi lại đây. Lại đây là quán ốc Diễm nè, cũng đông khách lắm. À, nghe nói là cũng ngon nha, cho nên mình tới đây mình ăn thử coi nó ngon hay không, mình review cho các bạn biết luôn. Đây là tiệm nha, tiệm tên là Diễm nè. Rồi quán ăn hải sản tôm cua, đây là số điện thoại nè. Đây, ốc nè. Mình thấy đâu không có còn nhiều. Và wow, người ta đang nướng nè. Tôm nướng, ốc nướng, hộp vịt lộn. Sò lông ngon, ốc hương ngon, chém chép ngon. Wow, gọi món xong ra cũng nhanh lắm nha. Ốc hương xào trứng muối hả? Ủa sao trứng muối lỏng lỏng gì luôn á hả? Đây, sò huyết nướng mọi. Ốc bu nướng tiêu nè. Sò lông nướng mỡ hành nè. Rồi bây giờ để em mua. Này mới nướng ra cho nên sẽ rất là ngon. Wow, nóng quá. Wow, mặn quá. Mặn đó mà đậm đà ngon lắm nha. Ốc bu nướng tiêu ngon quá. Thơm. Em để móng tay mới cậy được cái này á.
Cho Lâm muốn mở hành. Này phải cho nước mắm lên. Đó, mắm kẹo kẹo nha. Mời các bạn. Ngon. Mình ghi món này nè, ốc dừa xào bơ rất là ngon. Em vừa cái cái này là ốc móng tay xào rau muống các bạn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn mà nó thơm ghê á. Nó này ok rồi. Nó không có thơm. Nó không có thơm mùi chảo. Xào bơ mà. Ồ, nguyên cái dĩa chèm chép nướng mỡ hành nè. Ngon ghê nè. Bây giờ chế nước mắm vô nha. Cái này còn rất là nóng luôn. Rất là tươi. Nước mỡ hành thì chỉ có như vậy thôi. Được một cái á, có than cho nên nó thơm ngon. Cái này ngon. Ăn thêm cọng rau răm nữa. Cái mì thì không ngon. Cái ốc xào bơ tỏi mà ốc mỡ xào bơ tỏi mà có tép mỡ không ngon. Đây các bạn ơi, tàn cuộc chẳng còn gì hết, mình là chắc ăn nhiều nhất, ăn quá trời quá đất luôn nè. Đây nhiều nè, uống cũng nhiều nè. Dạ. Một chén luôn nè. Đây nè, một chén nó đâu có nhiều đâu. Trời ơi, đây nè, ăn đâu có nhiều đâu. Bên đây cũng ăn đâu có nhiều đâu. Hình như mình ăn là nhiều nhất luôn. Thì ăn như thế này là có 1.610.000. Ăn quá trời quá đất luôn. Thì tương đối là một dĩa là 70.000. Còn ốc hương thì 150.000 một dĩa. Cũng vậy đó. Thì tùy theo món nha các bạn. Tiệm ốc này á, là mình chấm là 2.5/5. Chưa được 3 sao luôn. Là tại vì ăn ốc mà nó có cát á, mình khó ăn lắm. Ốc dừa xào bơ rất là đơn giản. Nhưng mà làm cũng mình thấy chưa có tới. Giống như là nó lỡ lỡ. Nó không có được, nó không được ngon lắm mà. Cũng tươi. Ốc dừa là không có tươi. Nói chung ăn ok. Tụi mình bắt xe từ bên kia, từ chợ Bến Thành tới bên đây, cho nên là bạn nào mà giống như là không biết đi ăn đâu mà gần gần đây thì ăn được. Nhưng mà mình biết là có rất là nhiều tiệm ốc ở ngoài kia rất là ngon luôn, cho nên là để mà bắt xe tới đây ăn thì mình nghĩ không có đáng. Cái này là review thật lòng của mình, cho nên là chủ quán đừng
Hy vọng đừng có chửi mình, la mình. Thì các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi. Nguyên ngày hôm nay là mình quay chia sẻ khách sạn và đi ăn uống, đi vòng vòng chơi, chia sẻ cái cuộc sống ở Sài Gòn ở đây hiện tại bây giờ nhìn như thế nào. Hy vọng là bạn thích video này, và nếu như bạn muốn KT đi quay ở đâu nữa, đi ăn ở đâu nữa, các bạn nhớ để dưới phần bình luận nha. Mình sẽ cố gắng đi quay và ăn nhanh nhất có thể nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Úp ơi, bye nè. Bye bye. Bye bye, con chào cô chú. Bye bye. Con nói sao? Chào cô chú. Chào cô chú rồi. Bé mèo nè. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.